Xin chào các bạn, chúng ta đã gặp nhau nữa rồi. Mình là Cô Nhân, kênh của mình chuyên thực hiện những video có nội dung liên quan đến súng nớp như là review, phim ngắn, nớp FPS. Video này mình sẽ giới thiệu với bạn một khẩu súng thuộc series Zombie, đó là khẩu Hammershot cho các bạn, một phiên bản reborn lại của khẩu Hammershot. Bên góc trái màn hình của bạn là cái khẩu Hammershot phiên bản cũ các bạn, ra mắt cũng lâu rồi. Lần này thì mình sẽ giới thiệu bạn một khẩu súng được làm lại reskin lại thôi nha các bạn, chứ không có thêm tắt gì đâu ha. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về cái hộp cho các bạn xem nha. Cái hộp này cũng không có gì để giới thiệu hết. Đây là cái hộp, cái bao bì cơ bản thôi, không phải là bao bì có đầy đủ ha. Ok. Thôi mình khui hộp nha các bạn. Rồi đây là tất cả những gì có trong cái hộp của khẩu súng Hammershot nha các bạn. Gồm một phần thân súng Hammershot, một tấm bản hướng dẫn và 5 viên đạn zombie. Rồi như mình đã nói với các bạn nha, đây là bản reborn lại với sự thay đổi về màu sắc thôi, reskin thôi chứ không có thêm thắt gì cho khẩu súng nha các bạn. Có 3 màu, màu vàng, màu đỏ và một cây kết hợp giữa màu tím và màu xanh nha. Đây là cây màu đỏ của nó nha các bạn. Cây kết hợp giữa màu tím và màu xanh thì mình không có, mình chỉ có hai khẩu này thôi. Cái khẩu màu vàng thì được trang trí thêm 3 sọc màu đen trên thân súng nha, mỗi bên có 3 sọc. Còn khẩu màu đỏ thì nó có những cái sọc nhỏ nhỏ như vậy nè, cái kiểu như là chiến tích của khẩu súng nha các bạn. Mỗi một vạch là một thây ma đã ngã xuống với khẩu súng này chẳng hạn, một dạng phe thành tích đó. Ok, mình nghĩ như vậy nha. Chức năng thì tương tự như bản cũ thôi, chúng ta sẽ vô phần đánh giá chi tiết để biết rõ hơn nha các bạn. Rồi, đây là một khẩu súng sử dụng cơ nha. Cơ chế phát động của khẩu Hammershot này là các bạn kéo chốt lên đạn như phía sau. Rồi, bóp cò. Rất là đơn giản nha. Một khẩu súng mang đậm phong cách cowboy, hình như nó không có nòng súng luôn nha các bạn. Đạn được bắn ngay từ cái lỗ phía trên cùng của ổ đạn. Khi bắn thì ổ đạn sẽ xoay theo chiều ngược kim đồng hồ, nhìn từ phía trước đến lỗ đạn tiếp theo. Ổ đạn có sức chứa tối đa là 5 viên đạn, được cố định bởi cái chụp gắn phía trước dưới của súng nha các bạn. Đây là phần này nha các bạn, cho nên cái khung này nó rất là chắc chắn nha. Ở đây nó có thiết kế thêm một cái khe để dành để treo súng nữa. Rồi đây là điểm ngắm của súng, chỉ có một điểm ngắm duy nhất trên cây súng này thôi. Điểm ngắm được đặt trên một thanh ride dài gần như toàn bộ thân súng. Thanh ride hơi khác kiểu một chút so với mấy cái thanh ride của dòng Elite, nhưng mà nó cùng kích cỡ nha các bạn, gắn được thoải mái phụ kiện luôn. Đây là cái chốt lên đạn của súng, cơ chế full bắt gạt càng gạt phía sau là ok nha. Cũng hơi nặng tay một chút xíu, mình thì có thể thao tác chỉ với một tay thôi, nếu các em nhỏ thì chắc có lẽ là phải hai tay nha. Ok, cuối cùng là cái tay cầm của súng, nó hơi cổ điển một chút xíu, nó hợp với kiểu pull back của súng, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn và rất là thoải mái nha. Ở phía dưới nó còn có thiết kế thêm một cái lỗ dùng để móc dây cho súng nữa. Xong rồi, đó là tất cả về ngoại hình và chức năng của khẩu Hammershot này. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần mong chờ, đó là phần test súng cho các bạn. We'll be right back.
Ok, sau khi bắn xong thì mình sẽ đưa nhận xét của mình về khẩu Hammershot như sau nha các bạn. Một khẩu súng đẹp, mang đậm phong cách cowboy luôn. Các bạn có thể thao tác chỉ bằng một tay, hai tay hai súng ở đây nha các bạn. Đây là một trong những khẩu súng lục được rất nhiều người yêu thích, trong đó có mình. Khẩu này thì theo đánh giá của mình thì nó là cực kỳ ổn định luôn nha các bạn. Chỉ có một cái là khi chơi thì các bạn chú ý lúc lên đạn thì các bạn nên lấy cái ngón tay ra khỏi cái vị trí còi súng nha. Cái ngón trỏ này các bạn, các bạn để như vậy thì lên đạn nó sẽ thì sẽ không được nha. Các bạn sẽ tưởng là khẩu súng nó bị lỗi gì đó nhưng thực ra không phải nha. Tại vì cái cò của khẩu súng này nó rất là nhạy luôn. Khi mà lên đạn các bạn lấy để tay ngoài như vậy đó, các bạn lên đạn như vậy là chụp cái như chụp nha các bạn. Còn các bạn để như vậy nhiều khi lên đạn nó sẽ cái ngón trỏ của bạn theo phản xạ nó sẽ co lại, nó ảnh hưởng nó không lên đạn được nè. Đó, nó là như vậy đó. Ok, các bạn cần chú ý điều này thôi. Mình quên nói các bạn thêm một điều nữa nha các bạn, đó là do cái ổ đạn này là nó xoay theo chiều ngược kim đồng hồ cho nên khi mà các bạn nạp đạn thì các bạn chú ý nhớ nạp đạn ở vị trí này nha các bạn, từ bên này trước ha, xoay nó sẽ xoay như vậy đến lô đạn tiếp theo nha. Nếu như các bạn nạp đạn theo bên này thì cái lô đạn tiếp theo nó sẽ không có đạn thôi, chú ý điều đó nha. Rồi, video mình ở đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video của mình, nếu thấy hay, có thêm nhiều thông tin giúp các bạn biết rõ thêm về những khẩu súng nớp, những khẩu súng bắn năng sớm hấp dẫn thì các bạn nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh và đừng quên bình luận đóng góp ý kiến của bạn phía dưới video nha các bạn. Ok, bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.